Dạ em chào cả nhà. À dạ em chưa hết nha, bạn có thể được chưa? Cũng lai rai á Đen ơi, qua đây chơi Đen. Địa chỉ em đang ghim trên màn hình nhé cả nhà. À đi có đang phục tích đó không? Quần áo đây, đây là ở Đắk Lắk. Cà phê Đắk Lắk, cà phê muối. Cà phê muối Đắk Lắk. Cà phê muối Ngô Dung. Đây là cà phê muối em tự pha đó cả nhà, cà phê Đắk Lắk đó cả nhà ơi. Ngon quá, mời cả nhà uống cà phê nha. Em thì theo em thích đắng hơn một xíu. Tại vì cái này có muối, có kem sữa trong này rồi. Mình làm ít sữa lại, chứ chưa đặt lại nữa là ok. Dạ. Chị ăn dạ được rồi em ơi. Dạ em còn chị Vy ơi. Nay em bán tới giờ 10 giờ em nghỉ ạ. Em có làm cà phê trộn của Đắk Lắk nữa nha cả nhà ơi. Mọi người có nhu cầu thì mọi người nhắn tin cho em nha. Cậu mới gửi lúc sáng nữa thêm nữa em ạ. Dạ còn anh số gì anh ơi? Dạ. Dạ một gói sơ mát. Em cảm ơn chị Thanh Vê nhiều. 15 không? Ơi. Sao ai hỏi giá xôi chị nói 15 càng hay 15 gì đó, đừng nói 15 nha. Ok em. Thì chị nói giá 15 thôi. Cười gì em? Xôi gì anh ơi? Có xôi bắp xôi xéo à? Dạ. Xéo là sẵn rồi. Dạ đúng rồi, màu vàng. Xôi bắp với xôi xéo đều có đồng xanh hết. Nhưng mà xôi bắp là màu trắng, còn xôi xéo là màu vàng. Hai cái nó cùng màu xanh. Xôi xéo, dạ. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Rất vui luôn, tốt đẹp nhá. Dạ em cảm ơn ạ. Đúng rồi, giá rẻ mọi người ơi, em bán lề đường cho nên giá rẻ. Cảm ơn anh Tây Lê, cảm ơn mọi người tặng quà hoa cho em ạ. Dạ. Dạ. Hôm nay có xin nha. Dạ rồi. Ok anh. Dạ. Em quay lại cái tập mời xôi là từ thiện để phát. Ok anh ạ. Một số canh ăn xôi bắp hay xôi xéo ạ? Xôi xéo không được. Anh là tên gì ta? Anh Tâm. Anh Tâm TikTok có đóng góp 10 gói xôi từ thiện mọi người ạ. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ bán tới 10 giờ nha. Thường thường là phần góp từ thiện là em sẽ gôn vô, với lại một lần em làm khoảng 300-400 phần xôi phần sữa em gôn vô em làm anh nha. Anh biết rồi. Dạ. Anh biết tại lần trước anh mua cái sữa mà. Dạ. Anh muốn mình tự đi phát hay là tụi em gôn vô làm ạ? Dạ ok ạ. Anh xin phép quay. Dạ rồi ạ. Một cái một bắp. Dạ. Thank you.
Sài Gòn sắp mưa rồi cả nhà mình ơi. Cứ làm một cái mà nó sẽ xuống dưới. Anh này ăn xôi xéo. Mày có ghé hai lần gặp đôi khi một tí. À dạ. Anh Phát ơi, có gì anh nhắn nick Ngô Thiện Hura đang đang ghim nhé anh ơi. Mọi người hôm thì mọi người đặt app đến lấy để mua hàng giúp em nha. Anh ăn ở đây em ăn đi ạ. Dạ rồi. Dạ em chào cả nhà mình. Gói cho anh một gói xôi xéo coi. Dạ. Xôi gì anh chị ơi? Em xôi xôi gì em? Có xôi bắp với xôi xéo. Xôi xéo đi. Dạ rồi ạ. Xôi xéo là xôi gì ạ? Xôi màu vàng á. Màu vàng ăn với đậu xanh ạ. Xôi Hà Nội ạ. Xôi bắp ạ. Một hộp đó không ạ? Còn hộp kia để cho anh Tâm này nè. Góp từ thiện. Dạ đúng rồi. Một phần ok ok ạ. Để em ghi ma địa chỉ lên cho mọi người biết nha. Em bán ở Tân Phú ạ. Bên này mà với kia mà. Tôi xéo là xéo xe xéo sắc xéo ha. Bắt đầu nắng rồi mọi người ơi.